Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp phần tiếp theo là về các cái cú pháp cơ bản trong của ngôn ngữ Java. Vì cơ bản thì các cái một cái câu lệnh Java nó sẽ kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Các lệnh và các cái định danh thì nó sẽ phân biệt chữ hoa và hương. Các định danh tức là tên của các cái biến, tên của hàm, phương thức gì đó thì đó là các định danh, đây là nó các định danh. Thì các cái lệnh và các cái định danh thì nó phân biệt hoa hương. Tóm lại là trong gian ngôn ngữ Java nó phân biệt chữ hoa và chữ thường. Chữ hoa và chữ thường là khác nhau, tức là cùng một cái tên nhưng mà nếu như ta đặt chữ thường thì nó khác và chữ hoa thì nó thì nó khác. Nó xem xét những hai cái đó là hai cái biến khác nhau hay là hai cái hạt khác nhau. Nếu như chúng ta đặt tên với chữ hoa và chữ thường khác nhau thì giáp hả? Cũng khá giống đó. Thì giáp thì nó chạy trên cái nền tảng của .NET, còn với Java chúng ta thì tuy nhiên cái nền tảng của .NET thì hầu hết các cái thứ gì mà nó dính tới Microsoft cũng là phải bỏ tiền ra mua đó. Còn đối với Java thì nó là miễn phí, free. Hầu hết các cái thư viện của Java cũng đều được hỗ trợ miễn phí, dạng mã nguồn mở chúng ta có thể sử dụng, hoặc là mã nguồn mở hoặc là miễn phí luôn. Có hai loại chú thích trong Java, đó là chú thích trên một dòng và chú thích trên một dòng đơn, sử dụng dấu hai dấu sẹt như thế này. Còn nhiều dòng thì chúng ta sử dụng dấu sẹt sao ở phần mở đầu, ở dòng mở đầu, và ở dòng kết thúc chú thích thì chúng ta sử dụng dấu sao và dấu sẹt. Thì nó giống với ngữ C ha. Cái kiểu chú thích này thì nó phổ biến, nó được hỗ trợ hầu như ở tất cả các cái ngôn ngữ lập trình, chỉ có một vài cái ngôn ngữ lập trình nó sử dụng cái kiểu chú thích thành khác một tí, còn những thích này nó được sử dụng khá phổ biến thành kiểu này. Một khối lệnh là một đường thường sẽ được bao bằng cái dấu mặt nhọn như này, thì chúng ta có thể phân ra các cái khối lệnh trong cái chương trình Java. Thì thường ví dụ như là trong cái hàm, trong hàm chẳng hạn, để chúng ta xác định phạm vi của một cái hàm thì chúng ta sẽ sử dụng cái dấu mặt cọc, dấu mặt nhọn này, thì chúng ta xác định phạm vi của hàm, hay là phạm vi của khối lệnh của sao if else chẳng hạn. Tóm lại là chúng ta sẽ định nghĩa khối lệnh, định nghĩa phạm vi khối lệnh và các lệnh, chúng ta sẽ sử dụng cái dấu ngoặc nhọn này, cặp dấu ngoặc nhọn này để định nghĩa, để xác định cái phạm vi của một cái khối lệnh trong Java. Biến và định danh. Về biến thì nó là một cái vùng nhớ được đặt tên thôi, dùng để lưu trữ các cái dữ liệu được xử lý trong chương trình. Để khai báo một biến thì chúng ta sử dụng cú pháp sau. Đầu tiên là tên kiểu dữ liệu, ví dụ kiểu integer, kiểu số thực chính xác đơn plot, kiểu số thực chính xác kép double gì đó, thì nó là kiểu dữ liệu. Sau đó là tên của cái biến, tên của biến. Chúng ta có thể đặt, chúng ta có thể khai báo nhiều cái biến trên cùng một dòng thuộc cùng một kiểu dữ liệu. Ví dụ như đây, cú pháp của nó là chúng ta cũng có đầu tiên là kiểu dữ liệu, sau đó là tên của cái biến thứ nhất, rồi sau đó dấu phẩy tên của biến thứ hai. Tức là chúng ta có thể khai báo nhiều biến trên cùng một dòng có cùng kiểu dữ liệu, các biến cách nhau bởi dấu phẩy. Tên biến thì nó theo quy ước thì nó sẽ được đặt tên như sau. Nó có thể chứa các ký tự hoa và ký tự thường, từ theo bảng chữ cái đó, ký tự bảng chữ cái đó, từ A đến Z, có thể là ký tự hoa, ký tự thường, và có thể chứa một con số từ 0 đến 9, tức là nó phải chứa các ký tự số, rồi có thể là dấu underscore, tức là dấu gạch mà nó gạch dưới đó, underscore, chứ không phải dấu gạch nối nha, nó có underscore không, và cái ký tự dấu đô la như thế này. Tuy nhiên nó có cái chúng ta lưu ý là ký tự đầu tiên không được đặt là một số nha. Ký tự đầu tiên phải là một cái ký tự chữ cái như thế này, không được là một số, không được, và tên của nó là không được trùng với các cái keyword của
của ngữ Java. Các keyword là các cái từ dùng riêng có ý nghĩa đặc biệt trong cái ngôn ngữ Java của chúng ta. Ví dụ như từ public class chẳng hạn, từ public class ở phần trước đó. Ví dụ như này, từ public class cái hay là từ stated, từ void, các cái từ này là các cái từ có ý nghĩa đặc biệt trong cái ngôn ngữ trình Java. Ta không được đặt các cái tên biến hay là tên hàm với trùng tên với từ này tên nó ra, nếu không là nó sẽ bị dịch lỗi đấy. Thì các cái từ đó chúng ta, các cái từ dịch riêng đó chúng ta gọi là cái keyword, từ khóa. Nha, như đã nói thì tên biến nó sẽ phân biệt chữ hoa và chữ thường. Ví dụ các cái tên sau là hợp lệ, item order of student, hai cái tên biến này là hợp lệ. Thì ngoài các quy tắc định là quy tắc đặt tên định danh như vậy thì khi mà người lập trình Java thì thường người ta cũng tuân theo một số các cái quy ước đặt tên bổ sung đó. Các cái quy ước đặt tên này đó nó không có bắt buộc nha, nó không có bắt buộc. Nó chỉ là chúng ta đặt tên như vậy để dễ đọc thôi. Và khi mà chúng ta đưa chương trình này, cái mã chương trình của chúng ta cho người khác, nếu như ta tuân thủ theo các cái quy ước phổ biến này thì người người mà ta đọc cái chương trình của chúng ta đó thì người ta cũng dễ dàng nắm bắt được hơn, dễ dàng hiểu được hơn nếu như ta tuân theo được một số các cái quy ước phổ biến này. Mặc dù các quy ước này nó không phải là bắt buộc, tuy nhiên ta cũng nên tuân theo để tiện trong quá trình trao đổi sau này, tức là chúng ta có thể trao đổi chương trình của chúng ta với người khác. Nên nếu như chúng ta tuân theo các quy ước phổ biến này sau khi chúng ta viết chương trình một thời gian, chúng ta quay lại chúng ta cũng dễ đọc hơn. Nên chúng ta tóm lại là tên biến theo quy ước thì tên biến nên mang cái một ý nghĩa nào đó, thậm chí nó hơi dài một tí cũng không sao. Tuy nhiên nó tên nên mang ý nghĩa. Nếu chúng ta đặt tùy ý quá thì nó khó cho khó nhớ và khó hiểu được cái chương trình của chúng ta. Ví dụ như sau một thời gian ta viết rồi, ta quay lại ta đặt, ta nhìn cái tên biến đó thì chúng ta không biết nói nghĩa gì hết. Cho nên ta nên đặt cái tên biến có ý nghĩa, thậm chí nó hơi dài một tí cũng không sao. Tên biến trong Java thường đặt theo cái dạng là từ đầu tiên trong biến phải được viết thường, và các cái từ sau đó thì chúng ta sẽ viết hoa chữ cái đầu tiên, chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên thôi. Thông thường thì tên biến sẽ bao gồm các cái danh từ, một cụm nhân từ. Thì chúng ta có thể xem các cái quy ước này thêm trong cái hệ thống biến này. Đây là cái quy ước đặt tên cho biến. Còn đối với cái quy ước đặt tên cho cái lớp sau này đó, chúng ta sẽ nói lại. Thì đối với đặt tên theo cho lớp đó thì chúng ta phải bắt đầu nó khác với tên biến một chút. Tên biến là chúng ta viết thường cái từ đầu tiên, tên lớp thì nó sẽ bắt đầu cái từ đầu tiên là viết hai luôn. Ví dụ như cái tên lớp là cái hello hoặc là nó viết hoa từ đầu tiên luôn. Và lớp là cái gì sẽ giới hết ở phần lập trình, về cái phần giới hết về lập trình đúng đối tượng. Chúng ta nắm cái quy ước trước đã. Về phạm vi của biến thì các cái vị trí trong chương trình nó có thể theo quy ước thì một biến nó được khai báo trong mỗi khối lệnh nào thì nó chỉ được truy xuất bên trong khối lệnh đó thôi nha. Tức là cái biến nó được xem là biến cục bộ trong khối lệnh. Phạm vi của biến là từ câu lệnh khai báo biến cho đến cuối khối lệnh chứa khai báo biến. Một biến nó sẽ bị hủy khi mà nó chương trình chúng ta nó thực hiện nó ra khỏi phạm vi của biến, tức là cái sau khi mình thực hiện cái câu lệnh cuối cùng trong cái khối lệnh đó thì cái biến đó nếu như là biến cục bộ thì nó trong cái khối lệnh đó thì nó sẽ tự động được hệ thống thu hồi vùng nhân.
Về keyword á, thì đây là danh sách một số các keyword được sử dụng trong cái ngôn ngữ Java. Thì chúng ta nhìn sơ qua để chúng ta nhớ được các cái một số các cái từ khóa để chúng ta tránh nó khi chúng ta đặt tên cho các cái biến hay là các cái hàm. Thật ra cũng không cần phải nhớ lắm, tại vì khi chúng ta sử dụng cái môi trường phát triển Swift á, thì mặc định khi mà chúng ta gõ các từ khóa này ra thì nó sẽ đổi màu thôi, sẽ dùng các cái màu khác thì chúng ta biết đó là các cái keyword. Và khi biên dịch thì nếu chúng ta sử dụng cái keyword này dịch cho tên có biến cái hàm sẽ báo lỗi. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhìn sơ qua một lượt để chúng ta có thể không ghi nhớ nhớ giờ một cái có một cái ấn tượng gì đó để sau này sử dụng thì chúng ta biết. Thì Java có 8 cái kiểu dữ liệu nguyên thủy. Hay là kiểu dữ liệu cơ bản đó, nó cũng giống giống với ngôn ngữ lập trình C thôi. Chúng ta có kiểu số nguyên, bao gồm kiểu byte, kiểu short, kiểu int, float, kiểu số thực, chính xác đơn, độ có độ chính xác đơn là kiểu số thực float, và kiểu số thực có độ chính xác kép và kiểu double, kiểu luân lý, tức là kiểu đúng sai, true false, kiểu ký tự character, và cuối cùng là kiểu chuỗi ký tự Street, tức là cho phép ta lưu trữ cái chuỗi ký tự. Còn nếu như chúng ta chỉ sử dụng một ký tự thôi, chúng ta có sử dụng kiểu char. Về miền giá trị và kích thước của kiểu dữ liệu đó, thì chúng ta xem cái bảng này để chúng ta biết các cái miền dữ liệu của nó từ đâu đến đâu, để khi mà cần sử dụng chúng ta sử dụng cho phù hợp. Ví dụ như kiểu bay này là kiểu chẳng kiểu số nguyên này, thì nó chỉ sử dụng một byte để lưu trữ thôi, cho nên miền giá trị của nó khá hạn chế, chỉ từ trong âm 128 đến 127 thôi. Kiểu sort thì nó mở rộng hơn, hai byte cho phép lưu trữ số nguyên với hai byte thì miền giá trị của nó rộng hơn. Kiểu in thì chúng ta có 4 byte, miền giá trị nó rộng hơn nữa. Và kiểu số nguyên có phạm vi lớn nhất đó là kiểu log 8 byte. Rồi chúng ta muốn lưu trữ kiểu số thực á, thì chúng ta sử dụng kiểu plot hoặc là double. Đối với kiểu plot là kiểu số thực có độ chính xác đơn, chúng ta có 4 bài lưu trữ thôi, với 7 ký tự số, độ chính xác của nó là 7 ký tự số phiên sao dấu chấm. Rồi đối với kiểu số thực có độ chính xác kép thì chúng ta có 8 bài. Nó dùng 8 bài để lưu trữ và nó có độ chính xác là 15 ký tự số phía sau dấu chấm. Theo định dạng scientific ha, tức là định dạng khoa học á, định dạng scientific notation tức là định dạng khoa học, hay định dạng biết số khoa học, thì phía sau dấu phía trước dấu chấm á, nó chỉ có duy nhất một chữ số thôi, và độ chính xác của nó sẽ là 15 ký tự số phía sau dấu chấm. Về kích thước của biến á, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái kiểu của biến, thì nó sẽ được cấp phát cho cái kích thước bộ nhớ tương ứng. Ví dụ như biến kiểu int thì nó sẽ được cấp phát 4 byte. Về hàng giá trị số, tức là các cái con số chúng ta gõ trực tiếp vào trong cái chương trình, chúng ta gọi nó là các hàng giá trị số. Ví dụ như 0, số 5, 10 thì chúng ta gọi nó là các hàng giá trị số, hay là nếu mà literal thì khi chúng ta có các hàng số giá trị số nguyên như là 10, như là các từ một cái con số chúng ta gõ trực tiếp vào thì nó là một cái chuỗi số đó, thì chúng ta gọi nó là giá trị số. Xem hàng số hay hàng giá trị số thực thì chúng ta cũng gọi một cái chuỗi số, thì nó cũng có thêm dấu chấm đó, thì chúng ta hiện nó là một con số thực. Và mặc định đó là các cái hàng giá trị số thì nó sẽ có các hàng giá trị số thực đó, thì nó có kiểu là kiểu double. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là nếu như chúng ta khai báo một cái hàng giá trị số thực mà chúng ta gán nó cho một cái biến với kiểu plot, kiểu với độ chính xác đơn, thì nó sẽ báo lỗi. Lý do là vì sao? Lý do là cái ví dụ như đây chúng ta có cái hàng
giá trị số thực 1, 2, 3, chấm 5 nè. 1, 2, 3, chấm 5 đây chúng ta gọi nó là cái hàng giá trị số thực. Thì cái hàng giá trị số thực này kiểu mặc định của nó là kiểu double. Cho nên nếu như chúng ta dùng nó để gán cho một cái biến kiểu số thực với độ chính xác đơn, độ chính xác đơn kiểu plot như thế này á, thì nó không có tương thích kiểu, cho nên nó sẽ báo lỗi, nó sẽ biên dịch không được, bị lỗi á. Thì sở dĩ nó không thể biên dịch được đó, bởi vì chúng ta thấy rằng cái hàng giá trị số thực nó có kiểu mặc định là kiểu double, thì cái độ rộng của nó đó nó sẽ là 83, nó lớn hơn nhiều, so nó lớn hơn gấp đôi so với cái kiểu thực số thực plot. Cho nên lúc này nếu như gán vào thực đó, thì nó sẽ không có tốt với cái dung lượng của hai kiểu, nó không tốt, cho nên nó không thể nào tự động chuyển kiểu được. Thì thật ra trong Java nó có khả năng tự động chuyển kiểu, tuy nhiên cái chuyển kiểu á, thì nó tự động á, thì nó chỉ có thể chuyển từ cái kiểu có cái dung có cái phạm vi nhỏ sang phạm vi lớn thôi, chứ nó không phải chuyển, nó không có tự động chuyển ngược lại. Dĩ nhiên là ép kiểu được, chúng ta có thể ép kiểu cho nó, còn tự động thì nó không được. Ép kiểu thì nó sẽ dẫn đến là có khả năng là mất dữ liệu, mất dữ liệu, ví dụ như bởi vì độ chính xác của nó sẽ bị giảm đi đó, cái phạm vi của nó hỗ trợ nó bị giảm, cho nên độ chính xác nó giảm đi. Thì trong cái khai báo này nó sai đó. Tuy nhiên chúng ta có thể chỉ định tường minh cái kiểu cái hàng giá trị số thực có cái kiểu plot được bằng cách là chúng ta thêm chữ F vào. Nếu chúng ta thêm chữ F vào như thế này thì chúng ta xác định rằng là cái con số 1, 2, 3, 4 này đó, nó là cái kiểu plot. Lúc này thì chúng ta có thể gán nó thành công, không vấn đề gì hết. Tuy nhiên nếu như mặc về để mặc định nó là không có chỉ định cái đó là cái kiểu plot đó, thì nó sẽ không thể gán được. Và khi viết một cái hàng giá trị số đó, thì chúng ta cũng có thể sử dụng ký hiệu E, ký hiệu annotation, tức là ký hiệu E này để biểu diễn cái số mũ lũy thừa 10 đó. Ví dụ như ở đây trong trường hợp đây là 1, 2, 3, 4 này, thì nó sẽ tương đương với 1, 2, 3, 4 nhân cho 10 mũ 2. Thì ở đây chúng ta thay vì nhân 10 mũ 2, chúng ta biểu diễn bằng ký hiệu là E, E2, nghĩa là 1.2 trăm con số này tương đương với 1.234 nhân cho 12. Và chữ F ở đây là chữ để đánh dấu lên cái con số này là con số kiểu plot, độ chính xác đơn. Còn nếu chúng ta không có chữ F thì con số này nó sẽ là kiểu double. Đây là cái chương trình ví dụ về khai báo các cái biến kiểu số nguyên và sử dụng nó rồi in ra kết quả. Thì này đơn giản thôi, bây giờ ở nhà chúng ta gọi lại chúng ta xem về kết quả. Rồi tương tự chúng ta có cái ví dụ sử dụng cái số thực ví dụ về khai báo, chúng ta khai báo ba biến sử dụng số thực độ chính xác kép double. Rồi chúng ta gán giá trị cho từng cái biến rồi chúng ta in ra. Về kiểu dữ liệu tiếp theo đó là kiểu dữ liệu vùng lý, hay chúng ta gọi nó là Boolean data type. Kiểu Boolean đó thì trong Java nó chỉ nhận hai giá trị là true và false thôi. Nó khác với trong cái ngôn ngữ C của chúng ta. Trong ngữ C của chúng ta đó thì cái kiểu vùng lý nó có thể nhận giá trị là một con số integer, số nguyên cũng được, nó cũng nhận luôn. Tuy nhiên trong Java thì kiểu vùng lý nó chỉ nhận hai giá trị true và false thôi. Trong C đó chúng ta có thể xem cái giá trị số 0 là false, còn giá trị còn lại là true. Nhưng trong C, trong Java thì nó không có cái kiểu đó. Chúng ta chỉ có hai giá trị true và false hết. Chúng ta không có gian gán một con số nguyên cho cái biến kiểu giá trị được lý được. Thì các cái biến mà liên quan đến cái kiểu vùng lý này thường chúng ta sử dụng nó trong các cái câu lệnh rẽ nhánh như là if, L gì đó, hoặc là trong các cái vòng lặp
các cái mệnh đề điều kiện trong các vùng lọc đất. Đây là ví dụ về sử dụng cái kiểu dữ liệu lục đi. Đây đơn giản là chúng ta gán cái giá trị thu và phone in ra học trong đó dùng. Cái dữ liệu tiếp theo là kiểu ký tự, thì kiểu này cho phép lưu trữ một ký tự vào trong biết duy nhất một ký tự thôi nhé. Thì kiểu này cho phép chúng ta lưu một cái hàng giá trị kiểu ký tự, bất kỳ ký tự nào được bao trong dấu nháy đơn thế này, là có thể có các ký tự a hoặc là ký tự đặc biệt, ký tự này là ký tự xuống dòng ha, với sẹt này là cái ký tự thấp nó đánh dấu luôn. Sẹt anh đang là ký tự xuống dòng, sẹt t là ký hiệu tab, hiệu tab đó chúng ta là tương ứng với cái việc chúng ta gõ phím tab, ký tự tab cái thứ hai. Đây là hai ký tự này là ký tự đặc biệt, ký tự lên đời sẽ là những sinh là ký tự đặc biệt, ký tự và nó không có hiển thị ra thì ta không ra không, nó không không hiển thị ký tự giống như là ABC nó sẽ ký tự đặc biệt. Mỗi ký tự thì nó sẽ có một mã ký tự, chúng ta có thể sử dụng các ký tự kiểu giống như này hoặc là chúng ta sẽ gán trực tiếp một cái mã cho nó ha. Thì chúng ta dò một cái bản mã ký tự thôi, là có thể sử dụng các cái bản mã chuyên code để chúng ta xem các cái, mỗi ký tự nó có cái mã nào đó. Ở cái đó là tương ứng với một số nguyên, một số nguyên ví dụ như ký tự A thì nó sẽ tương ứng với mã 65 là số nguyên xong. Chúng ta có thể gán trực tiếp cái một cái biến kiểu ký tự cho một cái mã, nhưng ta nhớ được cái mã đó thì thường thông thường đối với ký tự đặc biệt thì chúng ta phải sử dụng cái ký tự mã, còn nếu như các ký tự thông thường thì chúng ta sử dụng cái ký tự đó trực tiếp cho nó nha. Thì nếu như sử dụng dạng ký tự thì chúng ta nhớ là phải sử dụng cái đơn và bảng mã, thì đối với bảng mã ký tự đó thì nó sẽ có giá trị từ 0 cho đến 65.000 335 thì là bản mã gì có hai ba. Còn đối với bản mã ASCII học thường thôi thì nó chỉ có một bài ha, chỉ có 255 ký tự. Ví dụ như đây chúng ta có cái chương trình chúng ta khai báo một cái biến tràng biến này cho phép chúng ta chứa đủ một ký tự, chúng ta có thể chứa những ký tự A như này hoặc là chúng ta sử dụng mã ký tự ví dụ như đây ký tự B có mã là 66, chúng ta khai báo trực tiếp cái biến tràng là bằng 66, thì lúc mà in ra thì nó sẽ in cái chữ B thôi chứ nó không phải in ra chữ 66 ha. Sớm giờ chúng ta sử dụng biến nhiều rồi đó, thì đơn giản là để gán giá trị cho biến chúng ta sử dụng cái bằng không. Thì lúc này chúng ta có thể gán giá trị cho biến thông qua một cái biến khác ha, hoặc là sử dụng hàng giá trị. Hàng giá trị thì ví dụ như là một con số chẳng hạn là các ký tự số, một hàng giá trị số, hoặc là một cái chúng ta cũng có thể gán giá trị cho một biến thông qua một cái biểu thức. Thì cái biểu thức này nó sẽ thực hiện tính toán trước, sau đó giá trị của biểu thức nó sẽ được gán cho biến. Thì việc này giống với ngôn ngữ C không, không có gì hết. Và lưu ý là chúng ta có thể vừa khởi tạo vừa gán giá trị cho một biến, tức là tại cái thời điểm mà chúng ta khai báo kiểu cho cái biến đó và khai báo tên biến và kiểu cho nó, chúng ta có thể gán giá trị nguyên tố luôn thì chúng ta không cần phải lập tập cho hàng đúng. Ví dụ như đây chúng có cái biến banh và biến đen nè, nó hồi kiểu in hết kiểu in bây giờ trung nguyên, thì ở đây chúng ta khai báo biến banh và biến đen luôn, sau đó chúng ta gán giá trị tại bước này luôn và gán giá trị banh và hai giá trị đen tại 21 giờ là tác giả chúng ta học thì tí nữa chúng ta nghỉ ha. Lưu ý là biến phải được khởi tạo hoặc gán giá trị trước khi được truy xuất giá trị nha. Trong Java chúng ta lưu ý ha.
Nếu như chúng ta khai báo nó mà chúng ta chưa có gán giá trị cho nó mà chúng ta truy xuất nó thì nó sẽ báo lỗi đó. Ví dụ như ví dụ như trong chương trình này, tôi tham một áo một cái biến kiểu in chẳng hạn, A. Ở đây tôi không có gán giá trị cho nó mà tôi sử dụng luôn. In ra cái giá trị biến A ở trong đây chẳng hạn. Như này thì nó sẽ báo lỗi, chúng ta sẽ không biên dịch được. Tại vì nó báo lỗi là cái biến này nó không có được khởi tạo, mới được khai báo thôi chứ nó chưa được khởi tạo. Cho nên chúng ta không thể sử dụng nó khi mà chúng ta chưa khởi tạo giá trị bất kỳ nào hết, nên sẽ báo lỗi ngay chỗ này. Chúng ta chưa cần biên dịch gì hết thì chương trình cái module tích hợp nó đã báo lỗi luôn rồi. Thì chúng ta cần phải khai và khởi tạo giá trị cho nó trước. Ví dụ như đây, khởi tạo bằng không thì nó không có báo lỗi nữa. Thì chúng ta có thể thực được. À, thì giá trị của biến A lúc này là không. Nhớ lưu ý thao tác này nha. Khi mà sử dụng biến đó, thì phải khai báo và phải khởi tạo nó thì chúng ta mới sử dụng nó được. Về toán tử thì nó hỗ trợ các cái toán tử cơ bản như các cái ngữ lập trình khác thôi. Chúng ta có toán tử cộng, toán tử trừ, nhân, chia, chia lấy số dư, toán tử mô đun đó. Rồi toán tử tăng và toán tử giảm. Toán tử tăng và giảm này lưu ý cái vị trí mà chúng ta đặt nó. Nếu như chúng ta đặt trước nó như thế này đó thì có nghĩa là nó sẽ trả về kết quả trước rồi sau đó nó tăng lên một đơn vị. Và toán tử này đó thì nó sẽ tăng trước rồi nó trả về kết quả sau. Vị trí đặt của nó thì nó sẽ nó ý nghĩa hơi khác tí nữa. Rồi cái toán tử này thì nó sẽ toán tử chia đó, mặc định thì nó sẽ thực hiện phép toán chia nguyên nếu như cả hai toán hạng đều là kiểu số nguyên. Ngược lại thì nếu như tồn tại một cái con số một cái toán tử một cái toán hạng đó là số thực thì nó sẽ thực hiện phép chia số thực. Cho nên trong trường hợp mà hai số nguyên đó, mà chúng ta muốn chia ra kết quả là số thực đó, thì bắt buộc chúng ta phải thực hiện cái thao tác ép kiểu nha, để chuyển một cái toán tử sang cái số thực thì lúc này kết quả của nó mới phải nó mới ra là số thực. Còn nếu không thì nó hai cái toán hạng là số nguyên hết thì nó thực hiện cách chia thì sẽ ra số nguyên không, tức là lúc này nếu như mà phép chia mà nó ra dạng hợp phân thế và dạng hợp phân thì nó sẽ mất cái phần phía sau đi đã biến xác nó bị giảm. Thì đầu tiên của toán tử thì nó sẽ tương tự với ngữ C thôi, em chia trước cộng trừ sau. Dấu mặt đơn thì nó sẽ có độ ưu tiên cao hơn. Các cái toán tử một ngôi thì nó có độ ưu tiên cao hơn các toán tử hai ngôi. Thì cụ thể của các cái độ ưu tiên nó thì nó nằm trong cái bảng này. Ở từ trên xuống dưới thì độ ưu tiên nó sẽ giảm dần nhé, đồng tiền giảm dần từ trên đến dưới rồi từ giảm dần. Toán tử có đầu tiên cao nhất là cái toán tử với dấu mặt này, toán tử một toán tử một có hạn là một đâu này, chúng ta có hai dấu cộng trừ rồi toán tử dấu này là dấu máy lạnh, tức là cái dấu âm này, dấu số âm rồi cái dấu chấm than là toán tử cố định nha. Từ nốt đó rồi và gọi nhân chia chia đến dư cộng trừ bị so sánh các toán tử phía dưới là các toán tử liên quan đến so sánh toán tử vật lý đó. Thì đây chúng ta có các toán tử so sánh bao gồm so sánh bằng so sánh khác, đối với so sánh khác thì chúng ta sử dụng cái giống hàng của bằng và toán tử so sánh khác, toán tử nhỏ hơn nhỏ một bằng lớn hơn một bằng. Và toán tử lượng lý chúng ta có so sánh và o hoặc not quy định. Toán tử lượng lý thì chúng ta có một dạng khác nữa là toán tử mà so sánh từng từng bit, nó hoạt động từng bit. Từng bit có nghĩa là nó các cái biểu diễn trên số các con số nguyên chẳng hạn, nó biểu diễn ở dạng từng bit thì chúng ta sẽ so sánh từng bit. Chúng ta học kiến trúc máy tính chúng ta biết rằng các cái con số hợp phân rồi đó thì nó được biểu diễn ở dạng máy tính phần cứng bên dưới thì chỉ phân không một đó, thì các cái toán tử bitwise này ra thì nó sẽ
thực hiện thuật toán trên các cái bit đó, thì gồm công tử n, công tử a và công tử đó, tôi là đường đó nha, đó rồi công tử kết hợp. Công tử kết hợp tức là nó cho phép ta rút gọn lại cái phép gán cùng với một cái toán tử số học khác. Ví dụ như ta hai người ta sử dụng ta có được cộng bằng nè, thực hiện cộng chính cái giá trị ở bên trái với một cái giá trị bên phải. Thay vì chúng ta biết ví dụ chúng ta biết a bằng a cộng một chẳng hạn, thì chúng ta biết a cộng bằng một thì nó sẽ tương ứng với biết a bằng a cộng một. Chúng ta biết có cái phương pháp nó tổng hợp, thì phương pháp này cũng giống với trong ngôn ngữ C hơn trong các khác nhỏ thôi. Tạm thời ta dừng lại tại đây đi, hôm nay buổi đầu cho nên cũng có hơi tôi cũng không có sử dụng quen cái phần mềm Zoom này lắm, cho nên mình cũng hơi chật vật một tí nha. Không biết sao chúng ta sẽ ổn hơn. Rồi chúng ta có thắc mắc câu hỏi gì cho liên quan đến cái bài buổi nay không? Ở bên cái bên tôi đôi khi nó hơi ồn một tí. Nhưng trong trường hợp mà ồn bên ngoài mà ồn quá thì sử dụng tạm cái tai phone ha. Còn nếu không ồn thì sử dụng trực tiếp luôn trên máy tính thì chắc bạn nghe rõ hơn đó. Tài liệu thì tôi post lên cái link đó, chúng ta nhớ cái link Google Drive đó nha, để chúng ta download các tài liệu về. Rồi về chúng ta cài đặt cái nhớ cài đặt các cái môi trường phát triển nha. Để buổi sau chúng ta có các cái bài tập đó thì chúng ta sẽ làm. Các cái hướng dẫn về các cái này cũng trên mạng cũng nhiều lắm. Cho nên nếu như mà chúng ta có vấn đề gì đó khó quá mà ấy, chúng ta có thể lên trên net Google để chúng ta tìm thử. Tuy nhiên tôi thấy cũng không có vấn đề gì nhiều. Đơn giản là chúng ta nhớ là chúng ta cài cái Azip về thì nó chạy được hết rồi, nó không có là không có cài đặt gì thêm nữa, hầu như là không cần phải cài đặt gì thêm nữa. Ta chỉ cài đặt cả tải cái Azip bucket mà tôi nói đó. Nên chúng ta vào cái trang Azip mà rồi chúng ta lên Google chúng ta đánh thôi, hay đánh hoặc là hay có đường link tôi gửi đó, chúng ta vào Ezip chúng ta chọn download. Download thì đây nó có sẽ có hai cái lựa chọn chúng ta là download này hoặc là download bucket. Đối với download bucket thì chúng ta sẽ tải về một cái file nén chấm zip, nó sẽ đào tải về chúng ta file nén chấm zip. Chúng ta download cái này, chúng ta chọn cái hệ điều hành cái nền tảng phù hợp chúng ta. Chúng ta download đây, nó sẽ là cái file chấm zip, chúng ta giải nén cái file chấm zip ra. Và trong cái file chấm zip và trong cái mục giải nén đó, nó sẽ có cái chương trình tên là zip, chúng ta nhấp vào đó và thì nó sẽ khi học chạy không cần cài đặt gì hết, mỗi lần chạy chúng ta cứ việc vào đó. Các cái cấu hình của nó thì nó sẽ lưu lại khi mà chúng ta thực hiện cái cấu hình lần đầu tiên mà chúng ta mở lên đó, nó sẽ lưu lại chứ nó không có mất đâu. Rồi vậy ha, nếu như không có câu hỏi gì nữa hết thì chúng ta kết thúc bài hôm nay đây nha.